bắt giữ nam thanh niên chuyên mua súng đạn về nâng cấp tính sát thương. Sau khi mua về, Bằng lên mạng học cách chế tạo, nâng cấp số vũ khí, công cụ hỗ trợ này để mang tính sát thương cao hơn rồi đem bán. Ngày 17 tháng 11, Công an thị xã Hòa Thành, Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hữu Bằng, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 15 tháng 11, tại khu vực chợ Hiệp Trường thuộc khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang Bằng đang trên đường đi giao súng, đạn. Tang vật thu giữ gồm khẩu súng Rulo, 5 viên đạn, mô to cùng nhiều tang vật có liên quan. Điều tra mở rộng, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Công an xã Tân Hưng, huyện Tân Châu khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Bằng tại nhà ở ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, thu giữ thêm tang vật, 2 khẩu súng Rulo, 9 viên đạn, 2 cây dao tự chế, 1 cây kiếm cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến việc chế tạo, mua bán vũ khí. Kết quả điều tra ban đầu, Lê Hữu Bằng khai nhận cách đây khoảng 1 tháng, Bằng có lên mạng xã hội Facebook để đặt mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng, đạn, dao, kiếm và các phụ kiện cho việc chế tạo vũ khí, tùy vào chủng loại mà có giá khác nhau, dao động 2-3 triệu đồng. Sau khi mua về, Bằng lên mạng học cách chế tạo, nâng cấp số vũ khí, công cụ hỗ trợ này để mang tính sát thương cao hơn. Khi đã hoàn thành, Bằng đăng lên mạng Facebook để giao bán với giá cao hơn, dao động 5-10 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ. Mai Anh, Công an thành phố Hồ Chí Minh.